Kính chào quý khán giả. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh với độ ẩm trong không khí vẫn còn tương đối khô, nên thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ chủ yếu là không mưa. Trời rét buốt về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động là từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao là dưới 5 độ. Sang ngày mai, trong khi các tỉnh vùng núi phía Bắc trời khá nhiều mây, thì tại thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng nắng lại xuất hiện từ sáng. Nhiệt độ chung trên toàn Bắc Bộ dao động trong khoảng là từ 18 đến 21 độ. Như vậy là tình trạng rét đậm rét hại sẽ chấm dứt tại khu vực này. Hoạt động suy yếu của khối không khí lạnh cũng duy trì tình trạng nhiều mây cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này phổ biến trong khoảng là từ 19 đến 21 độ. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Khánh Hòa còn chịu thêm ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên vẫn có mưa và mưa rào. Cùng với đó là nhiệt độ tại đây không biến đổi nhiều, duy trì là từ 17 đến 19 độ với các tỉnh ở phía Bắc đèo Hải Vân và từ 23 đến 27 độ với các tỉnh ở phía Nam đèo. Ở trên biển, quần đảo Hoàng Sa nhiều mây và có mưa ở một vài nơi. Đêm nay, gió Đông Bắc vẫn có lúc cấp 6, giật cấp 7 gây biển động. Từ ngày mai, cường độ gió giảm dần xuống cấp 5. Còn quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc chỉ mạnh cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.